Nhật Anh Trắng, tên thật là Bùi Nhật Anh, là một YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội. Từng là sinh viên khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Công đoàn, chàng trai sinh năm 1991 này lại được đông đảo khán giả biết đến là một vlogger chế lời cực độc, được đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích bởi những bản nhạc chế vô cùng sáng tạo và độc đáo. Năm 2012, những clip đầu tiên của anh chàng như Chuyện tình anh vất giấy chế theo ca khúc Chỉ anh hiểu em của Khắc Việt, Thần FA chế theo ca khúc Sẽ không còn nữa của Tuấn Hưng, gây sốt cộng đồng mạng. Những video này đã mở đầu cho trào lưu Literal Music Video, tức là chế nội dung nhạc cho khớp với hình ảnh clip tại Việt Nam. Trang YouTube cá nhân của Nhật Anh tới nay đã thu hút được hơn 755.000 lượt đăng ký theo dõi với tổng số hơn 115 triệu lượt xem. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những hình ảnh vừa rồi hẳn đã hé lộ cho các bạn về vị khách sẽ đến thăm chương trình 22h+2 ngày hôm nay của chúng tôi. Anh là một trong những YouTuber có lượng fan đông đảo nhất trên mạng xã hội hiện nay, được nhiều cư dân mạng gọi yêu là Thánh Nhạc Chế. Đó chính là anh Bùi Nhật Anh, hay còn được cộng đồng mạng biết đến dưới cái tên Nhật Anh Trắng. Xin chào anh và rất vui mừng chào đón anh đến với 22h+2 của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, chào ạ. Vâng, anh nhìn anh thân mến, chúng ta vừa được theo dõi một video rất hài hước và sáng tạo được chế từ một bài hát Em Gái Mưa. Series những video này được anh Nhật Anh đặt là Em Log. Tôi đã biết blog, vlog, nhưng mà Em Log dường như là khá là mới mẻ. Vậy anh có thể chia sẻ là Em Log là gì được không ạ? Thật ra thì lúc mà mình làm cái series này thì nó cũng ngẫu hứng thôi. Mình muốn đặt một cái tên gì đấy nó đúng với cái phong cách của mình làm ấy. Thì mình rất thích làm những cái vlog, nhưng mà tại vì đây là mình muốn chèn thêm âm nhạc vào nên là music là chữ viết tắt là chữ M thì mình gọi tắt là Em Log. Em Log tức là music log đúng không ạ? Okay. Vâng ạ, một cái sáng tạo khá là độc đáo và dường như là nó tạo thành một cái xu hướng gì đó đang khá là nổi, bởi vì là rất là nhiều bạn trẻ cũng bắt đầu tập tành làm những cái Em Log như anh vừa nói đúng không ạ? Rất nhiều người tò mò không biết là cái ekip để anh Nhật Anh có thể làm được những cái video vừa rồi ấy, là một mình anh hay là không biết là có cả một ekip đến đằng sau? Thật ra là trên cái kênh YouTube của cá nhân mình thì là một mình sẽ phải đảm nhiệm hết tất cả các nhiệm vụ đấy, từ thu âm này cho đến ghi hình, xong rồi hậu kỳ thì mình sẽ phải làm hết, hơi vất vả một chút nhưng mà được cái là cũng vui, bởi vì mình sẽ được làm những cái điều mà mình muốn, không bị phụ thuộc vào những cái người khác nữa. Và thường thì quá trình để mình làm được một cái video đấy thì nó sẽ rơi vào khoảng từ A đến Z khoảng 2 tuần. Anh nhớ anh thân mến, trang YouTube của anh hiện nay đã có khoảng là hơn 700.000 người theo dõi. Và chắc là với cái lượng follow như vậy thì anh đã nhận được một nút bạc trên YouTube đúng không ạ? Anh bắt đầu sản xuất viral video từ bao giờ và tại sao anh lại bắt đầu với ý tưởng đó? Mình bắt đầu sản xuất viral video từ cuối năm 2012 với video Chuyện tình chàng vứt giấy, là viết lại lời của bài Chỉ anh hiểu em, Khắc Việt. Thì ban đầu thì mình thấy là ở nước ngoài có cái hình thức đấy hay quá, tức là cái MV đấy hình đến đâu thì mình viết lời chế mô tả lại cái hình đến đấy, thì mình bảo sao Việt Nam lại mọi người lại không làm cái này, thì mình nghĩ là hay là mình cũng làm một cái để cho bạn bè mình xem. Thì vô tình là khi mình thực hiện cái video đấy thì lại được cộng đồng đón nhận, được mọi người rất là ủng hộ, thì từ đấy mình được khích lệ là làm tiếp những cái video khác. Vâng, dường như là những cái video ấy, Hải Vân cảm thấy là khá là thú vị. Bởi vì khi xem, riêng cá nhân Vân cảm thấy là tại sao cái lời chế đó lại rất là giống với hình ảnh trong clip, và dường như là từng lời, từng chữ nó khớp với từng hình ảnh trôi đi vậy. Và quả thật đó là một sự đầu tư cũng khá công phu đúng không anh? Vậy khi... Tuy nhiên là dường như là khi mà xem ấy thì dường như là kỹ thuật để có thể làm được những cái video đấy thì như là khá là đơn giản. Và có lẽ là không cần quá nhiều máy móc đúng không ạ? Vậy thì cái kinh phí, anh có thể chia sẻ một chút về kinh phí của cái việc sản xuất viral video thì khoảng là bao nhiêu được không ạ? Nếu mà nói về kinh phí sản xuất viral video thì nó vô cùng lắm. Vì có thể là sẽ rất là đắt, và cũng có thể là như mình thì là cũng hầu như là không có gì, bởi vì mình sẽ tận dụng hết những cái trong nhà, ví dụ như là quần áo, trang phục chẳng hạn. Thì ví dụ giả gái có thể mượn của mẹ, hay là tóc giả thì có thể mượn của các anh em, bạn bè. Rồi những cái đồ đạo cụ thì có thể kiếm trong nhà hoặc đi mua, thì nó cũng không đáng kể lắm. Thì nó rất là rộng ấy. Tức là mình
đắt hay rẻ là do mình thôi. Còn theo mình thì cái yếu tố mà làm nên viral video thì nó không hẳn là ở kinh phí mà nó ở mặt ý tưởng và nội dung. Vậy thì có lẽ là trước khi để có thể làm một cái viral video đấy thì phải lên ý tưởng một cách khá là kỹ lưỡng đúng không ạ? Phân tích rồi lên ý tưởng như thế nào và thể hiện ý tưởng ấy ra sao, dường như là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là về vấn đề kinh phí đúng không anh? Đúng rồi. Vậy thì hiện nay có khá là nhiều những YouTuber họ dùng sang cá nhân riêng của họ và họ làm những cái viral video để họ có thể kiếm tiền. Vậy thì theo anh, lợi nhuận từ các video phát hành ở trên YouTube là từ đâu? Và cái lợi nhuận đó liệu có đủ để cho các YouTuber trang trải cuộc sống của họ hay không ạ? Theo mình hiểu ấy, thì hiện nay các YouTuber có thể kiếm tiền dựa trên hai hình thức. Một là khi mình phát những cái video trên YouTube chẳng hạn thì nó sẽ hiện lên những cái phần quảng cáo ấy. Thì Google và YouTube sẽ trả tiền cho mình trên mỗi cái lượt xem đó, thì mình cũng có một cái lượng thu nhập nhất định. Và thứ hai là trong những cái video đó mà mình có chèn thêm những cái hình ảnh về thương hiệu, về nhãn hàng, thì các nhãn hàng sẽ trực tiếp trả thêm cho mình những cái khoản thu nhập khác nữa. Vậy thì ngoài việc là làm một YouTuber, làm một người làm viral video khá là chuyên nghiệp như vậy thì anh có công việc gì khác không? Trước đây thì mình cũng có làm một nhân viên truyền thông của một tập đoàn. Thì sau đó thì mình cũng chơi nổi, rồi cuối cùng bây giờ là mình chỉ làm tự do thôi và full time vào YouTuber nha. Dường như là YouTuber và sản xuất những cái viral video là một cái niềm đam mê của anh đúng không ạ? Và dường như là Hải Vân cảm thấy khi xem những video của anh, anh đã dồn rất là nhiều sức lực này, rất là đầu tư về mặt ý tưởng để có thể là khiến cho quý vị khi mà xem cảm thấy rất là thú vị, thích thú. Họ thường hỏi là tại sao với một ý tưởng như vậy mà anh lại có thể làm như thế? Tại sao một cái hành động này, một cái lời bài hát anh lại có thể chế ra được cái lời như vậy đúng không ạ? Và dường như là đó đã trở thành một cái món ăn tinh thần không thể thiếu với một bộ phận các bạn trẻ hiện nay. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là ngày nay có khá nhiều bạn trẻ đang muốn làm những cái viral video của mình để có thể làm thương hiệu cá nhân hoặc có thể sử dụng vào những mục đích khác. Vậy thì có một cái tips nào hoặc là một cái kinh nghiệm cá nhân nào mà anh muốn chia sẻ với các bạn ý hay không? Theo mình thì mình ở trong theo mình là khi sản xuất những cái viral video ấy, thì điều quan trọng nhất là các bạn phải kiên trì, bởi vì chúng ta khó có thể ngày 1, ngày 2 mà có thể tạo thành một cái gì đấy được, mà chúng ta phải liên tục làm, bởi vì sau khi làm thì chúng ta sẽ tự đúc rút những kinh nghiệm để hoàn thiện cái sản phẩm mình ở những lần sau hơn một cách vô thức thôi, không phải là mình cố ý, mà sau khi làm rồi mình sẽ tự hoàn thiện mình. Cũng có những trường hợp là có những bạn là sau một đêm có thể nổi tiếng được. Tuy nhiên là về mặt lâu dài ấy, thì mình nên có một cái sự kiên trì nhất định, là tại vì không phải là mỗi lần mình làm ra một sản phẩm là sẽ được đón nhận ngay, và mình sẽ phải tự hoàn thiện mình, tự làm sao để dung hòa được cái tôi của mình cũng như là cái thị hiếu của khán giả, làm sao để có những cái sản phẩm mà được mọi người yêu thích nhất. Anh làm viral video được khoảng bao nhiêu năm rồi ạ? Tính từ năm 2012 đến giờ thì khoảng 6 năm. Khoảng 5-6 năm. 5-6 năm thì có lẽ là trên cái con đường sản xuất ra những cái viral video có lẽ là sẽ rất nhiều những kỷ niệm, cũng như là kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn. Vậy thì có bao giờ anh xuất hiện trên mạng xã hội và gặp áp lực từ dư luận hay không? Và nếu có thì anh vượt qua những áp lực đó bằng cách nào ạ? Thực ra là cũng tương đối nhiều lần là mình gặp những cái gọi là áp lực từ dư luận. Tại vì là cái chủ đề mà mình lựa chọn ấy, thì thường nó là chủ đề về xã hội, mà đã là chủ đề về xã hội thì luôn nhiều tranh cãi. Khi mà mình nói về một cái luận điểm, một cái quan điểm của mình ra thì đôi khi sẽ gặp những ý kiến trái chiều. Thì đầu tiên là ban đầu thì mình rất là buồn, tại sao mọi người không tôn trọng mình, không tôn trọng quan điểm của mình. Họ có thể nghĩ khác mình nhưng mà họ nên tôn trọng quan điểm của mình, nhưng mà vẫn có những comment gọi ác ý, rồi chửi bới rồi này nọ kia. Về sau thì mình cũng quen dần biết là đấy thì không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Mình chỉ nói những cái điều mà mình thấy là đúng nhất, và mình thâm tâm mình thấy ok, không sai thì mình cứ nói thôi.
Và cái câu chuyện mà anh Nhật Anh Trắng vừa chia sẻ có lẽ là một bài học dành cho cả những YouTuber mới vào nghề, mới sản xuất những viral video, đúng không ạ? Đó là quan niệm nào thì cũng sẽ có người khen, người chê. Chính vì vậy khi mà mới làm những viral video thì quý vị cũng không nên quá lo lắng về việc bị ném đá, đúng không ạ? Bởi vì là có nhiều người họ sẽ cảm thấy là mất ăn, mất ngủ và cảm thấy là xuống tinh thần rất là nhiều tại vì những cái comment ác ý như vậy. Và cũng là một bài học đối với những người xem YouTube là khi mà xem những cái sản phẩm, nó dù sao, dù có hay hay dở, hay là có đúng hay có sai, nó cũng là một sản phẩm sáng tạo của một cá nhân. Chúng ta nên có những cái nhìn khách quan cũng như là những cái nhìn thông cảm với họ để có thể là động viên, hoặc là có thể là không đồng ý, không thích, nhưng mà cũng không gây tổn thương cho người khác, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng ạ, có lẽ là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Nhật Anh Trắng về viral video, một cái xu hướng hiện tại, cũng đã giúp cho những bạn trẻ, thứ nhất là yêu thích viral video, và những người đang tập tành làm viral video có những cái nhìn cụ thể hơn về nghề. Và một lần nữa cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình 22h+2 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc cho anh luôn có những video có nhiều ý tưởng mới, nhiều video thu hút được thật nhiều người xem trong tương lai ạ. Cảm ơn chương trình, chúc chương trình luôn thành công. Vâng, hy vọng qua những phút trò chuyện vừa rồi, quý vị đã có thêm hiểu biết về anh chàng Nhật Anh Trắng thú vị của chúng ta. Và hãy cùng chờ mong những sản phẩm sáng tạo của chàng trai này trong thời gian tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình 22h+2 cũng đã hết. Quý vị hãy tương tác nhiều hơn với chúng tôi thông qua những địa chỉ fanpage VTC1 22h+2 và email 22plus.vtc1a.vtc.gov.vn đang hiển thị phía bên dưới màn hình. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.